Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh khám phá và tìm hiểu của Winnie. Hiện tại Winnie đang ở khu nhà trưng đèn Noel hàng năm. Bây giờ là mới cái đoạn đầu đi vào thôi, mà Winnie đi gần cả tiếng đồng hồ rồi đó, rất là đông luôn. Hôm nay trời lại hơi ấm nữa, hiện tại là 0 độ, ngoài trời 0 độ, bà con đi bộ cũng khoảng 10 lóc đường. Winnie đi xe nó lâu quá, tại vì người đi bộ nữa cho nên là chờ rất là lâu. Quý vị nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh, chia sẻ và nhấn like để ủng hộ tinh thần cho Winnie làm video cho quý vị nha. Từ nhà Winnie tới đây cũng mất gần cả tiếng rồi, xong rồi xếp hàng vô nữa. Hiện giờ Winnie chưa ăn tối nữa nè, vừa đói bụng rồi mệt nữa quý vị, nhưng mà đi làm video phải chịu thôi. Quý vị có làm qua video quý vị mới biết cực khổ lắm, không có giỡn chơi đâu. Thì mong quý vị ủng hộ để có tinh thần tiếp tục làm video nha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Không biết là đi hết cái khu đèn này là tao không biết mất bao lâu, chắc không biết nửa tiếng hay tiếng, video có thể hơi dài. Quý vị kiên nhẫn. Cái xe ve này nó đậu nó che hết đèn người ta, người nào đậu đúng là vô duyên thiệt luôn á. Không biết năm nay làm có khá hơn năm vừa rồi không. Năm vừa rồi vì dịch đó cho nên là rất là nhiều nhà không có gắn đèn, dịch rồi kinh tế khó khăn. Năm nay thấy lên tới tivi nói bà con làm dữ dội, thành lên có mấy cái hình đẹp, thành ra không biết không biết là có đẹp hơn năm ngoái không.
xe nhiều quá quý vị ơi, nó che hết rồi. Xe nhiều quá, bên đây trái nhiều quá cho nên quý vị không nhìn thấy rõ. Đi ra đi vô xe quá trời. Người đi bộ nữa. Như năm nay nhiều hơn năm vừa rồi. Bên tay trái quý vị có lẽ không nhìn thấy rõ tại vì xe quá nhiều. Có nhiều người họ họ đi vòng ngược chỗ qua. Họ đi vòng ngược chỗ ra, nếu không không nhìn thấy bên tay trái xe không. Đành phải cho nó zoom xa ra quý vị thấy thôi. Để gần quá nó vướng xe không thấy quý vị ơi. Xe chạy nhiều quá. Ồ, năm nay nhiều hơn năm ngoái rồi. Được nửa tiếng rồi đó quý vị, không biết đi đi được nửa đường chưa, nửa tiếng này mà tới đây chút xíu. Chỗ xe đèn ta coi mà đi đi đậu xe. Ở đây nó kêu là Candy Can Land, là cái cây kẹo mà cong cong cái đầu dài dài đó, cây kẹo đó, cây candy đó. Nên cái khu nhà này năm nào cũng làm cho mấy chục năm nay rồi quý vị. Hồi xưa chưa dịch đó thì họ làm nhiều hơn, thì họ có thi nữa. Trời, có bán đồ gì nữa, lần đầu tiên thấy để cái bàn bán đồ nữa, cho tận dụng dữ vậy. Hồi xưa nhiều lắm rồi, sau này rồi hai năm nay, năm vừa rồi quá sách tạ luôn. Năm nay đỡ một chút á, nay nhiều đèn một chút.
trời ấm, nhiều người đi bộ. Hiện tại nhiệt độ là 0 độ, rất là ấm. Bắt đầu ngày mai đi là mai là hơi lạnh chút xíu, bắt đầu qua tuần tới thứ hai, ba, tư, năm, sáu là -20 luôn đó quý vị, âm 20, rồi gió lạnh nữa là -20 mấy 30, cho đến cuối tuần sau nó đỡ được chút, xuống lại -3 4 5 gì đó. Cho nên nãy em đi mua mua bánh mì, mua sữa cho mấy đứa nhỏ à, cho nó ăn, nó uống đến mấy ngày sau em mới ra đường. Phải đi làm thì đi thôi, lạnh quá cái ngang cái dọc cũng làm biếng nữa. Cũng kiếm tiền dữ, có lý làm mấy cái xe này chở bà con đi coi. Đấy, nó chui lên cái mùi xe, nó chui cái đầu lên. Ôi giời ơi, bên tay phải Winnie thì quay rõ hơn tại vì sát ngay cái bên, còn bên tay trái nó vướng xe cộ, người đi nó che bớt à. Có nhiều nhà làm quá xá đẹp luôn, công phu quá, nhiều nhà làm quá tầm thường. Toàn cái xe không. Xe nó che hết trơn, bên này trái xe che hết à. Rồi đến nhà, mấy nhà này đẹp nè, nhiều đèn nè. Có một số căn không không có lồng đèn quý vị. Bên đây trái có nhiều nhà không có lồng đèn. Rồi, nhà này nhà mới. Bên phải đẹp hơn à, bên phải đi sát nên quay rõ hơn bên trái. Bên trái em quay hai máy đó quý vị, một máy chỉ ở bên trái, máy chỉ ở bên phải. Và bên trái nó vướng xe, với lại ít ít đèn hơn bên phải. Có một số người dân ở đây khu này họ họ bày cái bàn ra, họ bán đồ lưu niệm, rồi họ bán nước tùm lum cũng vui. À, đứng chụp hình rồi đi bộ là chắc 2 tiếng đồng hồ quý vị ơi.
làm biếng lắm. Anh đi có mình mấy đứa nhỏ nó không thích nữa rồi, năm vừa rồi nó đi nó thất vọng quá, năm vừa rồi không có nhiều đèn. Con nít bây giờ nó không có thích mấy đứa con Winnie giờ nó không thích ba cái vụ này, nó thích ngồi computer thôi à. Ngồi computer thôi, chơi game, chơi làm video thôi chứ không có thích đi coi ba cái này. Thì tiếc là năm ngoái nó đi mà nó bị cục hứng rồi, năm nay nó không muốn đi nữa. Có lẽ video nó hơi dài, em nó cố gắng là cắt bớt rồi đó. Mong quý vị thông cảm. Khúc nào không có đèn đẹp, Winnie đã cắt bớt laptop rồi, đã ngưng không quay. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ cái kênh này và đăng ký kênh để ủng hộ cho Winnie làm tiếp video cho quý vị coi nhé. Tìm kiếm những cái chỗ hay, những cái điều mới lạ và những món hàng mới để mà xem xét tìm hiểu cho quý vị. Hôm nay đó đi như vậy là mấy tiếng đồng hồ rồi đó quý vị. Bên phải chân đẹp hơn bên trái. Bên trái nó bước xe rồi người thành ra không có coi được nhiều. Ừ, nhà này chân quá trời nè, mấy căn liền nè đó. Nhất là có cái gì đẹp đẹp mới bỏ cái công mấy tiếng đồng hồ hôm nay đi, giờ đang đói bụng nữa quý vị ơi. Thấy không, xe bên trái nè che hết trơn à. Bực bội ghê, mấy người này cái không có ý thức chứ. Chỗ người ta coi đèn đậu không, đậu bên ngoài đi, đậu xe này như nghĩa xe này xe chủ nhà hay sao á, có một phần xe chủ nhà một phần xe người dân đi bộ, đậu ra đằng sau không, đậu đậu che hết trơn. Bên đây phải, wow, nhiều nhà đẹp, nhà làm đèn đẹp hơn. Cũng may gỡ gạc được mấy nhà bên đây phải cho quý vị coi. Thôi là quý vị chán. Wow, ở nhà nó cho đèn quá trời em. Nó xài bằng năng lượng mặt trời hay gì, năng lượng mặt trời cũng không chịu nổi đâu. Một tha nó làm trong vòng hình như là đến mùng 1, mùng 2 tháng giêng á quý vị, hết mấy trăm đồng tiền điện, cả ngàn bạc tiền điện á. Rồi nếu nhà nào ấy không biết năm nay chính phủ còn cho nữa không, chứ mọi năm trước á, nghe nói thôi là nhà nào đẹp nhất là được thưởng 500 thì phải, là mấy năm trước á, bây giờ sau này không biết còn hay không. Nhưng mà cái này giống như là cái phong tục của cái khu này rồi, hình như ba chục ba mấy năm họ họ trưng đèn kiểu vậy đó quý vị. Cứ mỗi năm là họ trưng đèn vậy đó. Riết là cái khu này nó có cái tên đường luôn, cái tên cái khu này luôn là Candy Cane Land, là dãy 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 đèn Noel đó.
Và bên tay phải này cũng may có nhiều nhà nó làm đèn đẹp quá, nhìn rõ nữa. Em mà gắn một máy là thua luôn á, may gắn hai máy quay đó. Wow, quá xa đẹp luôn, cái nhà này lớn ghê không quý vị. Nhà này bây giờ chắc cũng gần cả triệu, 700-800 đô, 700-800 ngàn đô chứ không ạ. Gần hết rồi quý vị ơi, cuối đường rồi đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha, và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và nhấn like để Winnie làm video cho quý vị. Đây là hình như là gần cuối đường rồi, chuẩn bị đi ra rồi. Quý vị ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe. Hẹn quý vị vào video kế tiếp. Còn một đoạn nữa thì quý vị theo dõi tiếp cho đến hết luôn, Winnie sẽ tắt. Như đây là cuối cái đường rồi. Còn một vài căn, một căn hai căn gì nữa thôi là hết rồi. Này không có gì hấp dẫn hết.